Chào các bạn, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái phần 2 của kỹ thuật PCR. Thì trong phần 1, mình đã dừng lại ở việc trình bày các thành phần chính của sản phẩm của phản ứng PCR, thì gồm có nước, dung dịch đệm, mạch khuôn DNA, các mồi. Thì trong phần 1, mình khi trình bày về nội dung về các mồi, mình đã quên chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm rất là quan trọng, đó là một số bạn hỏi mình sau khi đã có được trình tự của các mồi từ các bài báo, các bạn đã kiểm tra được đầy đủ rồi, vậy thì bước tiếp theo phải làm gì? Thì câu trả lời đó là bước tiếp theo các bạn phải gửi cái trình tự mồi này cho các nhà sản xuất mồi trên thế giới. Thì cái công việc đó có khó hay không? Câu trả lời đó là rất là dễ dàng. Thì các bạn chỉ việc copy cái trình tự mồi này, tất nhiên là các bạn sẽ copy theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy, và các bạn nhớ cái tên mồi. Thì các bạn chuyển sang cái trang web đặt hàng của các công ty tổng hợp mồi trên thế giới. Thì ở đây mình xin lấy một ví dụ, ở đây không hoàn toàn không có mang tính chất quảng cáo cho hãng ITT này, thì mình chỉ lấy một ví dụ mà mình cảm thấy rất là dễ dàng cho các bạn. Thì cái trang nhà sản xuất công ty ITT này, họ sản xuất rất nhiều cái phân tử sinh học, trong đó có các đạn mồi. Thì để đặt hàng các đạn mồi, các bạn chỉ việc click vào cái order menu, các bạn chọn cái phần custom DNA oligos. Thì ở trên thế giới người ta gọi các đoạn DNA ở dạng mạch đơn ngắn thì người ta gọi là oligos. Thì các bạn click vào và sau đó các bạn sẽ chờ một lát. Rồi thì đây là một cái hộp thoại để các bạn có thể đánh những thông tin về cái mồi các bạn muốn đặt hàng. Đầu tiên là tên, thì chúng ta có primer đó tên là InVAF. Nồng độ các bạn muốn có thì ở đây nó minimum là 25 nanomol. Và trình tự các bạn có thể dán vào đây. Cái trình tự nãy mình đã copy. Ok, nãy mình quên copy. Và các bạn nhớ đây, hãng ITT đã ghi chú sẵn cho các bạn là cái mồi các bạn đưa vào cần phải có chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy. Và sau khi xong thì các bạn có thể để những cái giá trị này mặc định, tức là về những cái tinh sạch của mồi như thế nào, thì người ta chỉ sử dụng nước khử muối thông thường để cho cái ống mồi của các bạn nó sạch những cái buffer trong quá trình tổng hợp mồi. Và sau đó bạn chỉ việc cần nhấn một cái nút duy nhất đó là Add to Order. Ok, sau khi các bạn order thành công thì các bạn sẽ thấy trong cái đơn hàng của bạn là shopping cart, các bạn sẽ có các trình tự, cái primer các bạn đặt hàng có giá đây luôn. Các bạn nên nhớ đây là cái giá mà bên kia sản xuất cho bạn, tức là bên Mỹ sản xuất, chưa tính tiền vận chuyển này nọ. Những nồng độ mà các bạn muốn, cái chế độ tinh sạch, chiều dài mồi, trình tự mồi, thời gian sẽ chuyển hàng cho bạn, và họ sẽ guarantee cho bạn, tức là họ bảo đảm là cái ống mồi khi các bạn nhận về nó sẽ có cái số lượng phân tử tối thiểu là 15.9 nanomol. Người ta có thể sử dụng giá trị OD, người ta có thể sử dụng giá trị nanomol hoặc là microgram, tùy theo nhà sản xuất, đó là tương đương nhau. Rồi thì sau đó các bạn có thể check out, tức là các bạn phải thanh toán bằng các hình thức nào đó, chuyển khoản hay là credit card này đó. Ok, đó là cái phần mình nội dung mình muốn bổ sung cho cái việc những thông tin, những kiến thức về thao tác trên mồi. Chúng ta sẽ quay lại bài giảng của mình. Ok rồi, phần còn tiếp theo DMTP mình đã nói rồi, ion magie đã nói rồi, DNA polymerase mình đã nói rồi. Ok. Rồi, sau khi các bạn đã có đầy đủ các thành phần chính của phản ứng PCR, thì các bạn phải làm bước tiếp theo, đó là
trộn những thành phần này lại với nhau theo một cái công thức nào đó để có được một cái phản ứng PCR có thể chạy tốt. Thì ở đây chúng ta có những thành phần chúng ta đã kể với nhau, và đây là những cái nồng độ, đây là những cái nồng độ gốc, nồng độ mẹ của những thành phần. Ví dụ như buffer thường người ta sử dụng nồng độ mẹ là 10x, magie CL2 là 50 mmol, DNTP là 10 mmol mỗi loại. Ống tắc mà khi các bạn mua về nó có nồng độ mẹ là 2.5 unit trên 1 ml. Mồi xuôi mồi ngược các bạn sẽ pha để có một nồng độ mẹ là 25 picomol trên ml hay là 25 micromol, micro m lớn. Và có nhiều cái công thức để pha chế một cái phản ứng PCR, nó tùy thuộc vào cái nồng độ cuối của những thành phần này các bạn mong muốn. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy đây là những cái thể tích mà các bạn trong công thức này các bạn cần phải hút để có được một cái phản ứng PCR cuối cùng có tổng thể tích là 50 ml. Trong đó bao gồm tất cả các thành phần, đặc biệt là cái phần thành phần cái dung dịch DNA mà các bạn dùng để làm mạch khuôn thì đây là 1 ml. Khi các bạn trộn tất cả những cái thành phần này lại với nhau thì các bạn sẽ chứa trong một cái ống tuyếp 0.2 ml. Ống tuyếp này có kích thước là bằng giống như một cái lóng tay của người lớn như trong hình này ha. Và bạn cần chạy phân tích bao nhiêu mẫu thì các bạn cần phải chuẩn bị bấy nhiêu phản ứng PCR. Mỗi phản ứng sẽ có tổng thể tích cuối cùng là 50 ml bao gồm cả DNA bản mẫu, tức là dung dịch DNA các bạn ly trích được từ mẫu xét nghiệm. Okay. Để chuẩn bị một cái phản ứng PCR các bạn có hai cách. Cách thứ nhất như mình đã nói thì các bạn sẽ trộn tất cả các thành phần chính thành một cái phản ứng có thể tích cuối là như các bạn mong muốn là 50 ml. Cách thứ hai đó là các bạn sẽ chuẩn bị riêng hay là sử dụng riêng một nhóm thành phần gồm có buffer, magie, DNTP, tắc và nước. Thì nhóm thành phần này các bạn sẽ gộp chung lại với nhau thì nó người ta thường gọi đó là remix hoặc là master mix. Thì những thành phần này người ta gộp chung lại với nhau ở một thể tích bằng phân nửa phản ứng thể tích bằng phân nửa phản ứng thể tích của phản ứng PCR, nên cái nồng độ của những thành phần này sẽ là 2x ở trong 25 ml. Và cái thành phần những thành phần còn lại như là mồi ngược, mồi xuôi, mạch khuôn DNA, nước để đủ 50 ml thì các bạn cho riêng. Thì đây là cái cách pha chế thứ hai sử dụng các master mix hay là remix. Trên thực tế thì các bạn có thể mua những cái kit có sẵn, thì những kit đó là master mix, remix hay là ready mix nhìn nó cũng như nhau, những cái kit đó sẽ có một cái ống master mix cho các bạn chứa đầy đủ năm thành phần này, tối thiểu năm thành phần này, và các bạn chỉ việc đưa vào mồi xuôi, mồi ngược, mạch khuôn DNA và thêm nước cho đủ tổng tích cuối. Bây giờ mình sẽ xem hai cái sản phẩm mà các bạn có thể mua trên thị trường theo để pha chế theo hai cách như mình đã trình bày. Thì cái sản phẩm thứ nhất ở đây mình chú ý là mình không mang tính marketing cho sản phẩm gì hết. Đây là một cái ví dụ mình cảm thấy nó dễ hiểu. Thì đây là cái sản phẩm mà nó có tên gọi là tắc DNA polymerase. Thì khi nhìn vào cái sản phẩm này các bạn sẽ hiểu rằng nếu các bạn sử dụng cái sản phẩm này các bạn sẽ phải trộn từng thành phần riêng lẻ thành một cái phản ứng. Thì cái tắc polymerase này nó thường bán chung với cái reaction buffer có nồng độ 10x, có thể chứa hoặc không chứa sẵn magnesium. Và chúng ta sẽ coi cái cách pha chế mà nhà sản xuất cái kit này khuyến cáo. Ở đây các bạn có thể thấy khi sử dụng cái kit này thì các bạn
phải có ống buffer riêng, các bạn có ống nước riêng, các bạn có DNTP riêng. Ở đây thì các bạn có thể thấy các ống DNTP thì nó bốn loại thì nó phân tách nhau ra, nhưng mà trong thực tế thì người ta có thể trộn bốn loại này hành với nhau để làm sao vẫn đảm bảo cho nồng độ cuối của mỗi loại nó là 10 mmol là được. Rimers thì có thể trộn rimer ngược rimer xuôi lại với nhau, và tắc polymerase và cuối cùng là DNA. Thì các bạn có thể thấy cái cách pha chế này nó giống như cách pha chế một mà lúc nãy mình đã trình bày. Ok, và nếu các bạn không sử dụng sản phẩm này, các bạn sử dụng sản phẩm thứ hai, thì cái sản phẩm này có tên gọi là tắc ready mix. Thì mình ở đây các bạn có thể nhận thấy ready mix tức là nó đã mix sẵn rồi thì nó gọi là ready mix, hay gọi là master mix hay gọi là remix. Thì các bạn sẽ chúng ta sẽ chú ý ở đây, khi các bạn coi cái thành phần các bạn sẽ thấy trong cái ready mix này nó chứa những thứ gì. Thứ nhất chứa các loại muối, thì đây chính là buffer của phản ứng PCR. Nó chứa magie, nó chứa DNTP, nó chứa polymerase. Ok, như vậy đây chính là những thành phần chính của sản phẩm PCR đã được nhà sản xuất trộn vào một cái master mix. Ok, và chúng ta sẽ coi cái cách sử dụng cái master mix như thế nào. Thì đây là các bạn có thể thấy rằng cái master mix này họ chuẩn bị ở dạng 2x ha. Thì để pha một phản ứng có thẩm thức cuối là 50 ml thì các bạn phải sử dụng là 25 ml master mix. Các bạn cộng, nếu các bạn muốn tăng nồng độ magie lên cao hơn so với nồng độ magie đã có sẵn trong master mix thì các bạn sẽ sử dụng thêm magie, còn nếu như các bạn đã hài lòng rồi thì thôi. Các bạn sẽ thêm primer, các bạn thêm primer xuôi, primer ngược, các bạn thêm DNA và thêm nước để làm sao cho tổng thể tích cuối nó là 50 ml. Ok, thì đây chính là cái cách pha chế thứ hai sử dụng master mix mà mình đã trình bày. Thì mỗi cách pha chế nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm riêng. Tất nhiên các bạn thể nhìn thấy nếu các bạn pha chế theo cách một thì cái nhược điểm đó là các bạn phải mất nhiều thời gian bởi vì các bạn thao tác hút bằng nhiều hơn. Nhưng nếu bạn sử dụng cái phương án một này thì các bạn sẽ rất là tự do trong việc tối ưu hóa phản ứng PCR, gồm có các bạn có thể gia giảm nồng độ của magie, của tắc hay là của DNTP nếu các bạn muốn. Và nếu các bạn sử dụng cái phương án sử dụng master mix thì các bạn có một cái lợi thế là thời gian đỡ tốn hơn, tức là các bạn chỉ hút một cái master mix duy nhất thôi. Nhưng mà các bạn sẽ bị gò bó trong những cái nồng độ, ví dụ như DNTP thì các bạn phải gò bó trong cái nồng độ của nó. Tắc polymerase các bạn không thể nào tăng nồng độ lên được bởi vì nó chỉ bán cho các bạn một cái ống master mix thôi. Thì như vậy các bạn thấy mỗi cái phương án nó đều có ưu và nhược điểm riêng tùy theo cái ứng dụng của các bạn, cái mong muốn các bạn chọn là cái ưu điểm nào. Ok, chúng ta sẽ quay lại bài giảng. Thì trong thực tế không ai đi pha chế một cái phản ứng PCR ở số lượng là một phản ứng, bởi vì các bạn để ý là nếu các bạn pha phản ứng PCR chỉ là một phản ứng thôi thì các bạn phải hút những cái thể tích rất là nhỏ. Ví dụ như ở đây trong công thức này thì các bạn sẽ phải hút là 0.5 ml tắc polymerase. Thì nếu một thể tích rất là nhỏ các bạn có thể gây ra những sai số trong cái quá trình thao tác, nên người ta sẽ thường pha phản ứng PCR, người ta pha theo mẻ. Ví dụ như một mẻ là pha cho 20 phản ứng giống nhau, thì các bạn chỉ đơn giản các bạn muốn pha bao nhiêu phản ứng thì các bạn chỉ bị lấy cái giá trị của mỗi phản ứng, một phản ứng là thể tích trong một của các thành phần trong một phản ứng là bao nhiêu, các bạn nhân lên số phản ứng thì các bạn ra được cái thể tích cuối mà các bạn phải hút. Thì trong thực tế thì các bạn sẽ chuẩn bị cái ống này trong những cái ống lớn, ví dụ như là Emidoff 1.5, 2.0 ml, hay thậm chí khi các bạn có số lượng phản ứng đến hàng trăm, hàng ngàn phản ứng thì các bạn phải sử dụng những ống phân công 15, ống phân công 50 ml. Thì ở trong ví dụ này thì các bạn pha
hai chục phản ứng, thì tổng thể tích của nó là 980, thì các bạn thể giữ có thể sử dụng những cái ống Emendorf 1.5 ml để các bạn pha. Sau khi pha xong thì các bạn sẽ phải tất nhiên các bạn sẽ phải trộn đều tất cả các thành phần trong cái ống Emendorf 1.5 đó. Sau đó các bạn sẽ phải phân phối cái phản những cái phản ứng 20 phản ứng đó vào trong 20 cái tuyếp nhỏ này theo cách là các bạn hút ra là 49 microlit, tức là cái thể tích mà của một phản ứng mà chưa bao gồm mẫu DNA. Thì đây ở đây trong cái ví dụ này là 49 microlit, thì các bạn sẽ hút ra cho vào trộn đều cái ống 980 microlit này, rồi các bạn sẽ hút ra từng tuyếp nhỏ. Đây là những cái tuyếp 0.2 ml, các bạn sẽ hút vào đây 49 49 49 49. Như vậy các bạn sẽ có về lý thuyết đó là 20 ống tuyếp nhỏ này, mỗi ống chứa 49 ml. Thì cái thao tác này các bạn người ta thường gọi là cái thao tác là Aliquot. Và sau khi có được cái 20 cái ống, mỗi ống chứa 49 ml này, thì các bạn sẽ bổ sung cái dịch đi này vào từng ống này, tương ứng với cái mẫu xét nghiệm của các bạn. Thì mỗi bổ sung vào mỗi dịch DNA này là các bạn hút ra là 1 microlit cho vào mỗi ống. Thì mỗi ống lúc đó nó sẽ có tổng thể tích cuối là 50 microlit. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bảng tính giúp cho các bạn tính toán được cái số thể tích của từng thành phần các bạn hút khi các bạn chuẩn bị một số lượng phản ứng lớn. Thì ở đây mình xin chia sẻ, đó là ở đây là một cái bảng tính. Các khi các bạn pha chế không sử dụng master mix, các bạn sử dụng từng thành phần riêng lẻ, thì đây là một cái bảng tính. Đầu tiên các bạn có thể khai báo cái thể tích tổng của thể tích PISA cuối là bằng gì. Đây chúng ta có 50. Ok. Something wrong. Ok. Ở đây chúng ta có 50. Chúng ta đánh vào 50 microlit. Ok. Các bạn hút vào 1 microlit đi này. Các bạn sẽ thấy con số này thay đổi ha. Buffer các bạn có nồng độ mẹ là 10x. Các bạn hút là 5. Thì nó sẽ nhảy tự nhảy nồng độ cuối của bạn. Bạn có magie thì các bạn có magie là 50. Các bạn hút ra là 2.5 theo công thức trong bài trình bày. Các bạn có là 10 và các bạn hút ra là 1 trong theo bài trình bày. Tắc là 2.5 U trên microlit và các bạn hút ra là theo bài trình bày là 0.5. Các bạn có primer là 25 micromol, các bạn hút ra là 1. Các bạn có primer ngược là 25 và các bạn hút ra là 1 luôn. Ok. Thì đây là cái cách các bạn sử dụng công thức. Đây là những cái thành phần các bạn đánh lại giống như cái bài giảng. Và các bạn muốn pha 20 phản ứng thì các bạn chỉ đánh vào đây và các bạn sẽ có được cái số. Ok, các bạn sẽ có được cái số thể tích tương ứng với mỗi thành phần các bạn cần phải hút vào cái ống Emendorf 1.5. Trong khi trường hợp mà các bạn pha 40 phản ứng thì các bạn chỉ đánh vào đây. Các bạn sẽ thấy cái số lượng cái thể tích cuối này chứa trong ống 1.5 là không đủ, nên các bạn cần phải pha làm đôi, tách làm đôi, hoặc là các bạn phải pha trong những cái ống như là 2 ml, 5 ml hay là 15 ml. Ok, trong trường hợp các bạn sử dụng master mix thì các bạn master mix các bạn mua thường nó sẽ là 2x. Và ok, sorry, nếu các bạn sử dụng công thức này thì cũng các bạn nhập vào 50 thể tích cuối, các bạn sử dụng một mẫu master mix các bạn mua thường là nồng độ là 2x và các theo nhà sản xuất thì họ sẽ khuyến cáo các bạn sử dụng là 25 primer xui là 25, các bạn sử dụng 1 primer xui primer ngược là 25, các bạn sử dụng 1. Ok, thì các bạn tính này sẽ giúp các bạn tính hết những thành phần gồm các bạn cho bao nhiêu và nước là bao nhiêu ha, và số lượng phản ứng các bạn pha, ví dụ như ở 30 thì các bạn sẽ biết được cái
thể tích của mỗi thành phần các bạn cần phải hút master mix. Thì các bạn thấy rõ ràng đây, trong trường hợp là chúng ta chỉ việc làm thao tác là hút 1 2 3 4 4 thành phần so với 7 8 thành phần ở bên này. Ok. Rồi. Sau khi các bạn đã pha chế xong phản ứng PCR và đã phân phối vào từng tuyết nhỏ và các bạn cho cái dung dịch DNA vào tương ứng với mẫu xét nghiệm của các bạn, thì các bạn chỉ cần làm thao tác cuối cùng, đó là các bạn sẽ cầm những cái tuyết nhỏ 0.2 ml đó đặt vào trong cái máy PCR, người ta gọi là máy dung dịch. Thì cái máy PCR này mình sẽ có một cái bài bài sau để mình trình bày rõ hơn về cái cấu trúc của máy PCR. Thì cái máy PCR này nó, các bạn có thể thấy ở đây có những cái lỗ, thì đây là những cái giếng, những cái giếng này để là vị trí để các bạn đặt cái phản ứng, cái ống tuyết chứa phản ứng PCR vào. Thì đây cái gọi là lock nhiệt, lock nhiệt nó sẽ giúp các bạn gia giảm nhiệt độ của phản ứng theo cái chương trình nhiệt các bạn cài đặt. Ở đây là nắp nhiệt, nắp nhiệt thì nó sẽ áp lên cái nắp của cái tuyết phản ứng PCR, nó giúp hạn chế cái sự bay hơi. Và đây là những cái nút để các bạn có thể cài đặt cái chương trình luân nhiệt. Thì một cái chương trình luân nhiệt thông thường cũng tuân theo cái nguyên lý của kỹ thuật PCR, đó là các bạn sẽ có một bước biến tính ban đầu để các bạn làm tắt tất cả các phân tử DNA mặt đôi trở thành DNA mặt đơn để cho cái phản ứng bắt đầu diễn ra. Sau đó các bạn sẽ phải lặp lại 35 đến 40 chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm 3 bước biến tính, bắt cặp của mồi và kéo dài của tắc DNA polymerase. Thời gian nó sẽ tùy thuộc vào các kit mà các bạn sử dụng. Các bạn phải tuân theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Và sau khi 35 đến 40 chu kỳ kết thúc thì thường người ta sẽ khuyến cáo các bạn có một cái bước kéo dài cuối cùng là 72 độ C trong 5 phút. Thì nó như thế này, tại sao phải có cái bước này? Đó là mặc dù tắc polymerase của các bạn là một loại enzyme chịu nhiệt, tức là nó khi mà nhiệt độ lên cao thì nó sẽ không ảnh hưởng gì hết. Tuy nhiên về bản chất nó cũng là một phân tử protein, nên khi nhiệt độ trong phản ứng của bạn gia giảm liên tục thì nó sẽ mất dần cái hoạt tính và nói chung nó sẽ yếu đi, và cái tốc độ tổng hợp của nó sẽ chậm đi rất nhiều sau khi mà kết thúc 40 chu kỳ. Thế nên sau 40 chu kỳ thì có một số cái sản phẩm PCR nó chưa được kéo dài hết hoàn toàn, đặc biệt là khi các bạn chạy nhân bản những cái sản phẩm PCR lớn, ví dụ như là mình lấy ví dụ như là từ 700, 800 base pair cho đến 1.000, 1.500, 2.000 base pair chẳng hạn, thì các bạn cần phải cung cấp thêm thời gian để cho tắc polymerase nó chạy nốt những cái đoạn mà nó chưa tổng hợp xong. Ok, sau khi các bạn chạy xong cái này thì các bạn có thể giảm nhiệt độ của phản ứng từ 72 độ C xuống 4 đến 10 độ C hoặc là 25 độ C để các bạn lấy ra. Thì trong các bài về máy PCR thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái bước nhiệt độ này có cần thiết hay không. Và để làm mẫu thì mình sẽ sử dụng một cái chương trình điều khiển một cái máy PCR, chính xác là một cái máy real-time PCR, để cho các bạn có thể thấy cái cách các bạn thiết lập cái chu trình nhiệt. Thì đây là một cái giao diện của cái phần mềm điều khiển cái máy PCR. Các bạn, mình tạo một cái protocol mới. Đây là protocol nhiệt. Ok. Các bạn, ở đây các bạn nhìn thấy ha. Nếu mà theo bài giảng của mình thì chúng ta có là ba, một cái bước đầu tiên là bước biến tính ban đầu thì 95 độ C trong 3 trong 5 phút. Ok. Sau đó bước vào 40 chu kỳ thì đây theo mặc định thì cái chương trình này nó chỉ có 2 bước, mỗi chu kỳ nó có 2 bước thì chúng ta cần phải thêm một cái bước thứ 3. Chúng ta có thể đây là cái giao diện về máy vi tính, nhưng mà thực tế khi mà những cái máy PCR thường thì các bạn phải thao tác bằng những cái nút. Các bạn sẽ thêm vào đây. Vì cái này là real time PCR nên nó có một cái bước đọc tín hiệu nhưng mình không cần. Ok, các bạn thêm vào đây. Thì các bạn thấy sau khi mình thêm một cái bước vào thì trong
40 chu kỳ này các bạn có được 3 bước. Bước thứ nhất là 95 độ C. Theo bài giảng thì chúng ta là có 30 giây, thì chúng ta chỉnh là 30 giây. 55 độ C là nhiệt độ lai, 30 giây là sẵn, ok. Và cuối cùng là 72 độ C trong 30 giây, ok. Thì như vậy, sau khi các bạn chỉnh xong, thì trong chúng ta cần phải làm sao để cho máy nó hiểu rằng sau chu kỳ đầu tiên kết thúc thì nó cần phải quay trở lại cái bước 95 độ C này để nó tiếp tục chạy tiếp. Thì ở đây tùy theo mỗi máy thì nó sẽ cho các bạn khai báo. Ví dụ nó sẽ phải, đối với cái máy này các bạn phải thêm một cái bước là go to. Thì khi cái máy nó đọc được cái bước go to này thì nó sẽ nói, nó sẽ kiểm tra coi là bạn muốn go to đến cái bước nào. Thì ở đây chúng ta để số 2 thì tức là cái máy nó sẽ biết rằng thấy go to và go to đến cái bước số 2 và nó sẽ go to thêm 39 lần. Thì cộng thêm cái lần đầu tiên nữa là 40 lần, tức là được 40 chu kỳ. Rồi, sau khi các bạn có cái bước go to này thì các bạn như trong bài giảng thì chúng ta phải thêm một cái bước đó là 72 độ C trong 5 phút. Rồi. Và cuối cùng các bạn thêm một cái bước lưu mẫu là 10 độ C trong vòng đó là cái máy này nó sẽ mặc định là chúng ta phải đánh như thế này thì nó sẽ biết. Ok, thường nó sẽ lưu không giới hạn thời gian, tức là nó lưu hoài luôn. Tức là chỉ khi nào các bạn đến, các bạn tắt máy, mở máy và lấy cái phản ứng PCR ra thì nó sẽ dừng. Ok. Rồi, thì mình đã giúp cho các bạn biết được cái cách thiết lập một cái chương trình nhiệt của máy PCR thông thường. Ok, chúng ta quay lại bài giảng. Và sau khi các bạn chạy xong một chương trình PCR thì nó tùy thuộc vào cái chương trình lượng nhiệt các bạn có thể mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng, thậm chí 4 tiếng, 5 tiếng. Cái đó không không thành vấn đề, đó tùy thuộc hoàn toàn vô cái thiết kế thí nghiệm của các bạn. Và sau khi các bạn chạy xong chương trình máy tắt rồi, các bạn sẽ phải sử dụng một kỹ thuật khác để các bạn phát hiện được trong phản ứng PCR đó có cái sản phẩm PCR hay không. Thì một trong những kỹ thuật đó các bạn phải sử dụng đó là kỹ thuật điện di. Thì mình sẽ có một cái bài riêng nói về kỹ thuật điện di này. Thì ở đây các bạn chỉ cần nói nôm na là đối với những cái mẫu, những cái sản phẩm PCR các bạn đem đi điện di, khi nào mà nó xuất hiện những cái vạch sáng như thế này và nó tương ứng với kích thước của sản phẩm PCR nhân bản bởi những cặp mò các bạn thiết kế và nó tương ứng kích thước mà như các bạn mong muốn, thì như vậy các bạn kết luận cái mẫu đó là dương tính với cái đối tượng mà các bạn đã phát hiện. Còn một số cái mẫu khác nếu không có xuất hiện vạch nào hết thì các bạn hãy kết luận tạm thời đó là âm tính. Okay. Ví dụ ở đây các bạn có thể sample A đó là dương tính, sample B đó là dương tính. Ok. Cái một số cái mẫu còn lại không có, tức là nó là âm tính. Rồi, phần trình bày của mình đến về cái kỹ thuật PCR cơ bản đến đây là hết. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.